Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng và sau đây là tin bất ngờ với cuộc sống hiện tại của các sao nhí Hồng Hài Nhi, Tam Mao, Triển Chiêu, Triệu Hân Bồi, Thích Tiểu Long, hát Thiệu Văn hay cả Mạnh Trí Siêu khi trưởng thành khiến khán giả không khỏi bất ngờ với cuộc sống của họ. Triệu Hân Bồi sinh ngày 31 tháng 1 năm 1977 khi đóng vai Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký 1986. Anh chỉ mới 7 tuổi. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật trường Đại học Bắc Kinh, anh tiếp tục thi vào Sở Nghiên cứu Phần mềm thuộc Viện Khoa học Trung Quốc để theo đuổi học vị thạc sĩ rồi tiến sĩ. Theo báo chí Trung Quốc, Triệu Hân Bồi là sao nhí có trình độ học vấn cao nhất màn ảnh Hoa ngữ. Từ năm 1999 đến nay, anh làm ở Trung tâm Nghiên cứu Phần mềm Viện Khoa học Trung Quốc. Hân Bồi ở tuổi 38 đã mất hút trong showbiz. Ngay cả hình ảnh và đề tư của anh cũng không cập nhật. Hình ảnh gần nhất của Hân Bồi được chụp trong sự kiện công nghệ thông tin cách đây 3 năm, có thể thấy cậu bé Hồng Hài Nhi đã khác xưa quá nhiều. Thích Tiểu Long sinh ra trong một gia đình võ thuật. Cha Thích Tiểu Long là Trần Đồng Sơn, hiệu trưởng trường võ thuật Tung Sơn. Năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long đã bái được phương trưởng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tính làm sư phụ. Năm 3 tuổi, cậu xuất hiện trên truyền hình để quảng cáo giới thiệu võ công phu Thiếu Lâm. Đến 4 tuổi, Thích Tiểu Long giành 2 giải ưu tú tại cuộc thi võ thuật biểu diễn quốc tế Trịnh Châu. Thích Tiểu Long được biết đến như sao nhí thành công nhất Trung Quốc, với nhiều vai diễn trong thời niên thiếu của Ba Thanh Thiên, Huyện Quan 9 tuổi, Đại Náo, Ô Long Viện. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu niên, Thích Tiểu Long đứng trước sự thay đổi về diện mạo, khiến cho anh khó tìm được những vai diễn phù hợp với lứa tuổi. Chuyện tình yêu của anh và nữ ca sĩ đàn chị Hà Khiết từng gây xôn xao dư luận. Đây cũng là tin tức gây chú ý nhất của Thích Tiểu Long trong vài năm trở lại đây. Hát Thiệu Văn. Năm 1994, Hát Thiệu Văn tham gia phim Tân Ô Long Viện với Thích Tiểu Long và gây được ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài lém lĩnh. Năm 2003, anh đột nhiên rút khỏi ngành giải trí để tập trung vào việc học. Mãi đến 2 năm trước, Hát Thiệu Văn mới quay lại với nghiệp diễn. Nhưng vì thân hình béo ngoài cỡ nên Hát Thiệu Văn rất khó tìm cho mình vai diễn ấn tượng, mà chỉ đảm nhận một số vai phụ hoặc hài. Mạnh Trí Siêu, tài tử sinh năm 1987, may mắn khi vượt qua 6.000 ứng viên để trở thành Tam Mao trong bộ phim Tam Mao Lưu Lan Ký. Bộ phim khi phát sóng mang lại thành công ngoài mong đợi và được thực hiện thêm phần 2. Cho đến tận bây giờ, Mạnh Trí Siêu vẫn là tượng đài với các em nhỏ Trung Hoa khi gắn liền với hình ảnh cậu bé Tam Mao đầu ba chộm. Với những người yêu mến Mạnh Trí Siêu, họ tỏ ra khá tiếc nuối vì sự nghiệp sau này của anh không bằng một nửa năm xưa. Tài tử 28 tuổi có tham gia vài dự án phim nhưng đều không thành công. Thời gian sau, anh còn bị mắc bệnh, khó có thể mọc tóc và gương mặt nổi đầy mụn. Một khoảng thời gian, tôi không dám ra ngoài hay đóng phim. Tôi tự thấy bản thân ngoại hình xấu xí, khó có thể xuất hiện trên truyền hình. Anh chuyển hướng học nghề đạo diễn nhưng cũng không thành công. Vài năm trước, Mạnh Trí Siêu phẫu thuật cấy tóc với hy vọng lấy lại tự tin. Năm 2012, trả lời phỏng vấn, anh chia sẻ: "Tôi đã chịu hơn 300 mũi khâu để có được mái tóc. Hy vọng nhờ thế tôi sớm trở lại với màn ảnh." Trần Gia Nam. Vượt qua hơn 3.000 ứng viên, Trần Gia Nam được chọn đảm nhận vai Tiểu Long Nhân trong bộ phim truyền hình giả tưởng cùng tên. Năm 1992, phim công chiếu trên sóng truyền hình và tạo nên cơn sốt khiến cho cuộc sống của cậu học trò lớp 3 bị xáo trộn. Hình ảnh Tiểu Long Nhân với cái tên Trần Gia Nam đã trở thành thần tượng của trẻ em của đất nước Trung Quốc rộng lớn. Vì vai diễn quá thành công nên dù sau đó Trần Gia Nam tham gia một vài phim khác, người ta vẫn chỉ nhắc đến anh là Tiểu Long Nhân. 31 tuổi, Trần Gia Nam đang có ý định trở lại với phim ảnh với vai trò là một diễn viên võ thuật. Hiện tại anh là một võ sư trong nhóm Hồng Gia Vang của đạo diễn Hồng Kim Bảo. Tào Tuấn. Năm 6 tuổi, Tào Tuấn được học võ ở nhà thiếu nhi Hoàng Phố, Thượng Hải và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ngay sau đó, Tào Tuấn đã trở thành con cưng của Học viện Võ thuật Thượng Hải. Năm 8 tuổi, công ty truyền hình Singapore đến Thượng Hải để tìm diễn viên nhí cho bộ phim Cho Mệnh Tiểu Hòa Thượng, vai Khai Tâm. Tào Tuấn đã trúng tuyển và đây là thời điểm cậu bé 8 tuổi, nổi danh trong showbiz. Sau đó, Tào Tuấn nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như Huyện Quan 9 tuổi, Bảo Liên Đăng. Ở tuổi 27, Tào Tuấn đẹp trai hơn xưa, nhưng sự nghiệp diễn xuất lại không như kỳ vọng của anh. Nhiều người nhận xét Tà Tuấn tô hẳn những gương mặt mới xuất hiện gần đây. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.